Được Trường Giang lên tiếng bảo vệ, Nhã Phương dù thế nào cũng phải mạnh mẽ, yếu đuối để làm gì? Nhã Phương cố tỏ ra yếu đuối để làm gì, trong khi bản thân mình không tự vận động để giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan hơn, đừng ngồi đó để than vãn. Hơn một tháng qua trong showbiz Việt, đã xuất hiện một chuyện tình tay ba tốn nhiều giấy mật của báo giới, Nhã Phương, Trường Giang và Nam Em. Người hâm mộ được dịp ngóng từng diễn biến của câu chuyện, hệt như đang đón xem một bộ phim truyền hình dài tập với độ lê thê. Ngày 20 tháng 4, Trường Giang trong câu chuyện kể trên cũng đã lên tiếng, nói về vụ lùm xùm tình ái cho dân tình được tường tận ngọn ngành. Và đây cũng là lần đầu tiên, sau nhiều ngày tháng, người ta mới thấy nam danh hài lên tiếng bảo vệ Nhã Phương. Tất nhiên, lên tiếng là một chuyện, còn đáng khen hay đáng chê thì hồi sau hãy bàn. Kể từ khi rộ lên thông tin xuất hiện người thứ ba xen vào cuộc tình với Nhã Phương, trong khi mọi người nháo nhác tột độ thì nam danh hài lại chơi chiêu bài im lặng. Cứ im lặng thế thôi cho dân tình được dịp đoán già đoán non, rồi thích bàn tán ra vào cái gì cũng được. Ngỡ như sự im lặng để đi qua sóng gió, hóa ra cuối cùng lại khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, Nhã Phương lại vui vẻ đi xem show diễn thời trang. Trường Giang cho biết Nhã Phương rất buồn về scandal của anh. Tuy nhiên, dường như cách để khiến cô quên đi chuyện buồn là dành nhiều thời gian cho công việc. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi trên trang Instagram cá nhân Nhã Phương vẫn vui vẻ chia sẻ sau khi Trường Giang bộc bạch về chuyện tình tay ba. Cô viết, cố tỏ ra yếu đuối để làm gì, trong khi bản thân mình không tự vận động để giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan hơn, đừng ngồi đó để than vãn hay làm những gì để cuộc sống của bạn thanh thản hơn. Có thể thấy, dù có scandal về tình yêu với Trường Giang và Nam Em, nhưng nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn mạnh mẽ, xem không có chuyện gì. Nhã Phương chia sẻ mạnh mẽ vượt qua dông bão của cuộc sống. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người hẳn đang thở dài ngao ngán với mối tình tay ba tréo ngoe này. Là Trường Giang yêu Nhã Phương sai cách hay là vì Nhã Phương đã chọn sai người đây? Cách đây ít ngày, nữ diễn viên tự nhủ bản thân, cái gọi là con đường không giới hạn chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn.